Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi mà tôi còn học ở Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, nhiều người đã hỏi các thầy trong chúng viện thì sinh hoạt một ngày diễn ra như thế nào. Tôi bảo rằng chỉ tóm lại trong có ba từ thôi, đó là kẻng kinh cơm. Kẻng kinh cơm. Thực ra thì không phải chúng viện dùng kẽng mà là dùng chuông. Có một cái chuông bé, rồi một người phụ trách kéo chuông. Ngủ dậy khi mà có tiếng chuông, lên nhà nguyện cũng bắt đầu với tiếng chuông. Bắt đầu đọc kinh sáng cũng với tiếng chuông. Và cho đến lúc 9 rưỡi tối, khi mà lên giường đi ngủ cũng với tiếng chuông. Mùa đông cũng như mùa hè, chúng tôi thức dậy vào lúc 4 rưỡi sáng và sau đó là lên nhà nguyện, đọc kinh sáng, rồi dâng thánh lễ, suy gẫm lời Chúa 45 phút. Sau đó về nhà hoặc là học riêng hoặc làm việc riêng trong thinh lặng, đi dùng bữa sáng. Sau bữa sáng là những giờ lao động như là quét sân, hay là dọn dẹp khu mình ở. Sau đó nghỉ ngơi ít phút rồi lên lớp học, học cho đến trưa. Rồi vào nhà cơm ăn cơm trưa, nghỉ trưa, 1:30 dậy, lên nhà nguyện lần chuỗi, đọc kinh trưa và bắt đầu xuống lớp hoặc về phòng học riêng. Cho đến 4 giờ thì chơi thể thao đến 5 giờ. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong 5:30 thì tiếp tục lên nhà nguyện với giờ kinh chiều và suy gẫm. Sau đó là cơm tối. Cơm tối xong nghỉ ngơi rồi lên nhà thờ hoặc là đi đàng thánh giá hoặc chầu thánh thể hoặc là đọc kinh tối. Và 9:30 kết thúc một ngày với tiếng chuông và lên giường đi ngủ. Ngày nào cũng như vậy. Cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, ngoại trừ ngày Chúa Nhật thì có thay đổi. Cho nên là chúng tôi tóm gọn cái nhịp điệu của một ngày sinh hoạt trong Đại chúng viện, đó là kẻng kinh cơm. Luôn luôn bắt đầu với việc ở với Chúa. Ở với Chúa trong giờ kinh, ở với Chúa trong thánh lễ, ở với Chúa trong giờ cầu nguyện. Sau đó là những sinh hoạt thường ngày. Và kết thúc một ngày thì lại ở bên Chúa trong giờ kinh tối. Chính cái nhịp điệu sinh hoạt ấy đã góp phần
làm nên cái bầu khí của chủng viện và góp phần đào tạo nên các linh mục cho giáo hội. Cái nhịp điệu này chúng ta cũng thấy ở nơi các sứ đạo của chúng ta. Các sứ các họ luôn khởi đầu một ngày với việc đọc kinh sáng. Nếu nơi nào mà không có lễ thì đọc kinh sáng. Có thể chỉ một người, hai người, ba người, nhưng mà tiếng kinh vẫn vang lên. Sau giờ kinh sáng là đến các sinh hoạt. Rồi buổi tối khi mà không có thánh lễ thì chúng ta vẫn giữ cái thói quen lên nhà thờ để đọc kinh. Đây là một nhịp điệu rất là thường xuyên ở trong giáo hội Công giáo của chúng ta. Các gia đình ngày xưa cũng giữ cái nhịp điệu này. Buổi sáng cả gia đình đọc kinh, sau đó là các sinh hoạt thường ngày của một ngày, và buổi tối trước khi đi ngủ kết thúc với giờ kinh. Cái nhịp điệu này không phải là do chúng ta nghĩ ra để tạo nên một giá trị nào đấy, mà nó được lập trình ngay từ ban đầu bởi chính Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã lập trình cái nhịp điệu này cho các môn đệ của Ngài. Sau một thời gian được dạy dỗ, được đào tạo, các môn đệ được sai đi rao giảng tin mừng. Chủ nhật tuần trước chúng ta đã chia sẻ với nhau về việc Chúa sai 12 môn đệ đi rao giảng tin mừng. Sai họ đi không tiền, không bao bì, không mặc hai áo, không chào hỏi ai dọc đường, chỉ đi với cây gậy và đôi dép. Ấy vậy mà sau một thời gian đi rao giảng tin mừng, họ đã thu gặt được rất nhiều thành quả. Khi trở về, họ phúc trình lại công việc của mình. Nào là chữa được bệnh, nào là phục sinh cho người chết, nào là trừ ma quỷ. Các tông đồ phấn khởi phúc trình lại với Chúa Giêsu. Các ông bảo rằng có nhiều người tin vào danh của Thầy, và khi mà nghe danh của Thầy thì ma quỷ phải bỏ chạy. Vui mừng lắm. Sau đó thì làm sao? Sau đó thì Chúa Giêsu bảo với các ông rằng: anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng để mà nghỉ ngơi. Điều đó được diễn tả trong tin mừng Marco mà chúng ta vừa nghe. Sau một chặng đường lao động, một chặng đường làm việc, một chặng đường loan báo tin mừng, các môn đệ cần phải nghỉ ngơi. Không phải nghỉ ngơi theo kiểu chữa lành mà ngày hôm nay giới trẻ nó hay nói đến, mà nghỉ ngơi ở bên Chúa, nghỉ ngơi với Chúa. Bởi vì trong cộng đoàn các tông đồ thì Chúa Giêsu luôn hiện diện với họ. Khi mà Thầy trò ở riêng ra một nơi thì ở nơi đó Chúa Giêsu tiếp tục củng cố giáo lý và giúp cho họ có thêm cái nguồn năng lượng, không phải đến từ cơm áo mà đến từ Thiên Chúa. Để rồi sau đó họ lại ra đi. Ở với Chúa, đi đến phục vụ con người, rồi lại quay trở về với Chúa. Đó là cái nhịp điệu mà chính Chúa Giêsu thiết lập cho các môn đệ và cho giáo hội, cũng như cho mỗi người chúng ta. Và với kinh nghiệm của chúng ta, thì ở đâu và với ai giữ được cái nhịp điệu này thì đời sống đạo đức của họ sẽ tốt lành, đức tin sẽ trở nên phong phú, sinh động và sẽ có được những hoa trái cho đời sống đức tin ấy. Và ngược lại, với những người, những tổ chức, những hội đoàn mà không giữ được cái nhịp điệu này thì chúng ta thấy ngay cái kết quả. Đó là đức tin nó sẽ trở nên khô cứng, không có sinh động. Và rồi những hoa trái của đức tin nó sẽ ở mức rất giới hạn. Các cụ, các ông, các bà, những người lớn tuổi, chúng ta rất có kinh nghiệm về điều này.
Và cái thời mà các gia đình của chúng ta đọc kinh sáng tối, chúng ta thấy cái việc sống đạo, cái việc giữ đạo nó rất là dễ. Kinh kệ thuộc lắm. Bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có thể thốt lên được những lời kinh quen thuộc để cầu nguyện. Không phải theo kiểu bây giờ không biết làm cái gì, không biết làm cái gì luôn. Có những lần ấy là đi sức dầu cho người bệnh mà tôi phải nhắc người nhà là mặc quần dài vào, mặc áo dài vào. Đón Chúa đến nhà mà cứ như thế là đi đây đi cày vậy. Lý do là bởi vì cái cảm thức đức tin nó bị phai nhạt. Cái nhịp điệu của đời sống của một Kitô hữu nó không còn được như Chúa Giêsu mong muốn. Nhiều người chỉ có giữ lễ ngày Chúa Nhật thôi. Chỉ có giữ lễ ngày Chúa Nhật và coi đó là một sự đầy đủ trong đời sống đạo. Và đây là một điều rất là nguy hiểm. Nếu như mà chỉ giữ lễ ngày Chúa Nhật, thêm vào đó nữa lại cố gắng lễ 4 giờ thì 4 giờ kém 5 phút có mặt. Và Chúa ạ, lễ xong anh chị em đi bình an là ra khỏi nhà thờ. Nếu như nó cứ lặp lại như thế lâu ngày thì người ta không còn nhớ những cái kinh cần thiết cho đời sống đạo nữa. Thời gian vừa rồi chúng tôi có làm việc với các em 10 tuổi chuẩn bị rước lễ lần đầu. Nếu mà cứ theo tiêu chuẩn để mà xét thì sẽ có những em không được rước lễ. Bởi vì có những cái kinh rất là quen, rất là thuộc mà đọc không nổi. Đọc không nổi. Những cái giáo lý rất là thường nhưng mà hỏi không biết. Lý do là bởi vì nó không được sinh hoạt ở trong một cái nhịp điệu của đời sống của một Kitô hữu như Chúa Giêsu mong muốn. Ở với Chúa, đi vào các sinh hoạt của cuộc sống, gặp gỡ con người, rồi lại quay lại ở với Chúa qua các giờ kinh và cầu nguyện. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta lưu ý về cái điều này cho chính đời sống cá nhân của chúng ta, cho đời sống của gia đình, cho đời sống của giáo xứ, để chúng ta giữ được đức tin, để chúng ta làm cho đức tin trở nên sinh động và để có thể cho ra những hoa trái của đời sống đức tin. Giữ còn chưa xong, làm sao có thể có hoa trái được? Hoa trái đến từ ơn của Chúa. Và nếu như không có ơn của Chúa, thì những hoa trái đó, nó chỉ đến từ phía con người. Như tôi thưa với cộng đoàn, hôm nay trong thánh lễ này, chúng ta cùng tạ ơn Chúa với Hội đồng Mục vụ khóa 1 2020-2024. Tại sao lại gọi là khóa 1? Thưa là bởi vì Hội đồng Mục vụ này được thực hiện, được tổ chức theo quy chế Hội đồng Mục vụ mà Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ban hành. Trước đây, Giáo phận Hà Nội không có quy chế này. Tổ chức ban hành giáo ngày xưa thì được tổ chức theo cái nếp cũ. Còn Hội đồng Mục vụ là tổ chức theo quy chế do Đức Tổng Giám mục Giuse ban hành, cho nên mới gọi là khóa 1. Và khóa hôm nay tuyên hứa là khóa 2. 4 năm 2020-2024, chúng ta đều biết, có biết bao nhiêu những sự kiện, biết bao nhiêu những công việc đã được thực hiện ở trên mảnh đất Hoàng Nguyên này. Thành quả bây giờ chúng ta đều thấy. Và để có được những thành quả như thế này thì sự đóng góp của Hội đồng Mục vụ khóa 1 không phải là ít. Đương nhiên, nó còn là sự đóng góp của tất cả mọi người chúng ta, của những người thành tâm thiện chí với giáo hội, của những người luôn hướng về giáo hội, về giáo xứ để đóng góp phần của mình một cách tích cực. Vai trò của Hội đồng Mục vụ luôn có chỗ đứng rất là đặc biệt.
vẫn biết có chuyện này chuyện kia. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì họ đã hoàn thành cái công việc, cái chức vụ mà chúng ta đã trao phó cho họ. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với họ. Thế còn những cái chuyện này chuyện kia, nó là chuyện không mong muốn, thì chúng ta cũng biết như vậy. Và với hội đồng mục vụ khóa 2 mà hôm nay họ sẽ tuyên hứa, chúng ta cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ để làm gì? Để với ơn Chúa họ làm tròn được những trách nhiệm và bổn phận mà họ sẽ đảm nhiệm với tư cách là hội đồng mục vụ. Cùng với việc cầu nguyện cho họ, chúng ta hãy cộng tác với họ. Bởi vì nếu như không cộng tác thì giáo xứ này, những công việc ở đây, nó chỉ đơn thuần là giáo xứ hay công việc của hội đồng mục vụ. Để giáo xứ này được trở nên sinh động và phát triển thì nó cần sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa. Đây là điều mà Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 sẽ diễn ra ở Roma vào tháng 10 tới đây, triển khai rất là cụ thể. Đó là tính đồng trách nhiệm. Đồng trách nhiệm. Giáo hội này là giáo hội của các Kitô hữu, của những người xưng mình là Kitô hữu, không phải là giáo hội của hàng giáo sĩ, chẳng phải là giáo hội của một nhóm người nào đấy, mà là giáo hội của các Kitô hữu. Và bởi vì nó là giáo hội của các Kitô hữu, cho nên mọi người đều phải có trách nhiệm chung trong việc gìn giữ, xây dựng và phát triển. Thế cho nên là chúng ta cùng cộng tác với hội đồng mục vụ, nhất là khi được mời gọi làm công việc này hay làm công việc kia. Có nhiều người rất là sốt sáng, sẵn sàng hỗ trợ hội đồng mục vụ. Thế nhưng mà cũng có không ít người là cứ lấy lý do khước từ. Đó là điều nó không có được hài hòa và không nói lên tinh thần trách nhiệm. Đồng thời chúng ta cũng động viên khích lệ cho họ. Động viên khích lệ nó mang một cái giá trị rất lớn. Một cái lời nói khích lệ, một cái lời nói động viên cũng tăng thêm cái tinh thần phục vụ. Nhưng ngược lại, một lời nói xấu, một lời nói gièm pha, một lời nói bới móc, một lời nói nó không có thiện chí sẽ làm cho người ta không còn muốn phục vụ nữa. Cầu nguyện, tinh thần trách nhiệm, động viên khích lệ là điều rất cần thiết để cùng với nhau xây dựng giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và giúp chúng ta luôn ý thức rằng để có thể giữ và sống đức tin, cũng như là làm cho đức tin sinh hoa trái, chúng ta cần phải ở với Chúa. Ở với Chúa trong lời cầu nguyện, ở với Chúa qua thánh lễ. Và chúng ta cần phải có trách nhiệm chung với nhau để xây dựng và phát triển giáo hội chính tại quê hương mà Chúa trao phó cho chúng ta. Khi chúng ta làm được những điều ấy, thì chúng ta không phải lo những điều này hay điều kia, hay là những điều tiêu cực đến từ ngoài xã hội, đến từ nơi này nơi kia cho giáo xứ của chúng ta. Hoàng nguyên thuộc về người Hoàng nguyên. Nó lớn hay là nó nhỏ đi, nó trở nên tươi sáng hay nó trở nên èo uột, đều do người Hoàng nguyên quyết định. Cho nên chúng ta hãy cộng tác với nhau, động viên khích lệ nhau và cùng có trách nhiệm trong công việc xây dựng giáo xứ này. Cho gì được như vậy.